Con kính chào sư Hạnh Tuệ và sư Tuệ Từ. Con có thắc mắc về luật nhân quả. Ví dụ nếu A hại B trong quá khứ và đời này B hại lại A, vậy nếu B nhận quả báo với tâm buông xả thì coi như nhân quả của A đối với B đã kết thúc. Còn trường hợp B sau khi hại A ở đời này thì luật nhân quả đối với B sẽ như thế nào ạ? Con cảm ơn hai sư. Hình như quý vị bị nhầm khi mà nhớ đến cái câu chuyện pháp cú mà hai người vợ rồi hại qua hại lại rồi tới cuối cùng là đi đến gặp Đức Thế Tôn. Quý vị biết là chỉ khi nào gặp Đức Thế Tôn, ngài hóa giải bằng cách là cái con dạ xoa đó chứng sơ quả Tu Đà Quần. Chính vì lẽ đó cho nên là cái sự oan trái nhiều đời nhiều kiếp của hai đối tượng này mới kết thúc. Chứ nó không dễ kết thúc như cái kiểu quý vị vừa nghĩ đâu. Tại vì khi một vị mà chứng quả Tu Đà Quần rồi thì vị ấy sẽ không còn tạo cái nghiệp nữa. Và cô gái thì sư tin là về sau thì cũng sẽ có kết quả tốt đẹp thôi, thì nó mới kết thúc được. Còn khi chúng ta tạo một cái nghiệp bất thiện nào đó thì nó sẽ trổ quả dài lâu trong nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải chỉ trong một kiếp. Sư nói ví dụ nghe, đời này đó mình làm hại người ta thì đời sau người ta làm hại mình á, họa chăng 100 lần, 1.000 lần, 10.000 lần, 100.000 lần, 1.000.000 lần mà mình nhẫn được hết tất cả những lần đó thì họa mai cái nghiệp đó nó sẽ không có di họa. Tại sao mà sư nói như thế? Tại vì quý vị nhớ này, Ngài Mục Kiền Liên kiếp quá khứ Ngài đã từng giết cha giết mẹ, Ngài đọa địa ngục rất là lâu. Và sau khi cái kiếp nào Ngài sanh làm người thì Ngài bị chúng nó giết mà nó băm dầm ra, phải nói là không biết là bao nhiêu kiếp, chứ đâu phải chỉ có một kiếp là xong. Chỉ có kiếp chót Ngài đắc A-la-hán rồi là nó xong, còn nếu chưa thì sư e là nó còn chưa xong đâu. Đó. Hay như kiếp của bà Malika đó, bà đã từng giết một con dê thì cái số kiếp mà sau khi đó bà đi địa ngục rất là lâu, rồi sau đó cái kiếp mà bà bị cái nghiệp là bị người ta giết hại đó, bị chặt đầu bị người ta giết hại đó, nó nhiều như số lông con dê. Rảnh thì đếm giùm sư lông con dê nó có bao nhiêu lông ha. Thì quý vị biết là bà Malika bà tu cỡ nào đó mà bà còn phải bị như thế. Mà bây giờ quý vị nghĩ là bây giờ mình chỉ nhịn một kiếp là xong chuyện là chưa đâu. Chưa, xin thưa là chưa đâu. Chính vì lẽ đó khi chúng ta hiểu nhiều hơn về nhân quả, về nghiệp và quả của nghiệp, chúng ta mới thấy sự kinh sợ. Đó là đó, ác nghiệp nó nhiều quá, trả hoài trả làm sao hết. Thành ra mình phải nỗ lực mình tu. Để chi? Để sớm ngày chấm dứt khổ giác ngộ giải thoát thì tất cả các nghiệp bất thiện quá khứ mình không phải trả nữa. Thì như vậy cái người oan trái với mình á, họ cũng thoát nợ. Tức là cái người mà nợ nần với mình họ biến mất rồi, cho nên họ thoát nợ, họ không còn dây vào cái dòng nhân quả phải mượn rồi trả, trả vay trả nữa. Cho nên một người mà chứng đắc thánh đạo thánh quả, cái lợi ích cho chúng sanh nó nhiều vô số kể. Dù cho vị ấy như Ngài Bắc Cú Lá là Ngài không độ bất kỳ ai, 80 tuổi Ngài chứng thánh rồi, sau đó Ngài sống 160 tuổi Ngài viên tịch. Sư giả sử như nếu như mà một vị A-la-hán tột mạng đi, là chứng xong rồi tịch luôn á, không đổ bất kỳ ai ha, và cũng không nhận sự cúng dường bất kỳ ai, thì bản thân vị ấy cũng đã tạo vô số công đức. Do đâu? Do vị ấy đã chấm dứt được tất
cả những nghiệp liên quan đến vị ấy thì biết bao nhiêu người sẽ không còn dính dáng, không còn mắc nợ nữa. À, thành ra là hiểu như thế thì biết kinh sợ sự sanh tử và lo tu giùm sư nha. Chứ còn cái mà quý vị nói là tà kiến đó. Rồi, xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ. Kính thưa Đại Đức Hành Tại, kính thưa quý vị, thật đúng như Đại Đức Hành Tại phân tích cái câu này đúng đó. Giống như chắc quý vị nghĩ nhân quả nó đơn giản, như vậy coi lấy câu chuyện trong cái pháp cú vậy ta, với hận diệt hận thù, không đời này không có được không hận diệt hận thù, để là định luật hận thù đó. Câu chuyện mà hai người vợ đó, hai người vợ cứ quan trái qua lại đó, thì thật đúng như vậy. Thưa quý vị, tự nhiên bây giờ sẽ đọc qua câu này là sẽ nhớ đến một cái câu chuyện, mà một cái câu hỏi rất là hay, hỏi rất là hay luôn. Câu hỏi là cái buổi bắn đáp mà cũng hình như họ cũng tháng trước hay sao, cũng nói là cái việc mà ngài Đề Bà Đạt Đa thưa vị quan trái với Bồ Tát đó là do không hiểu được. Có nghĩ là làm cái chuyện mà quan trái để dễ gặp nhau, để qua lại nhưng mà không phải. Thưa quý vị, ngay cả bây giờ quý vị hai cái đối tượng AB này nè, trong người đời hiện tại nó quan trái nhau, mà đời sau gặp nhau thì hai cái đối tượng này nè nó cũng phải có phước tương đương nhau. Thí dụ bây giờ thằng A này nè, nó cũng ít nhất là cũng phải có những cái điều kiện mà kiếp sau nó tái sanh làm người, và tái sanh trong quốc độ đó, trong cái dòng tộc đó, đúng không? Rồi trong cái nơi đó gần với thằng B này. Chứ thằng B này bây giờ thằng A con trái với thằng B đi, mà thằng B nó làm ác quá trời, quý vị cũng nhận không, nó làm ác quá trời đi, nó đi cùng mất tiêu rồi, giờ kiếp sau Nga làm người gọi lấy gì là hai thằng quan trái nhau. Quý vị hiểu không? Mà tương tự cũng vậy, nếu mà giờ A hại B hay là B hại A gì đó, nó thẳng gì đi đúng không, mà B á do làm thiện nhiều, lên sẽ làm chư thiên, còn A nó ở dưới nè thì làm gì có bị quan trái nhau đó. Cho nên quý vị phải hiểu sâu sắc cái vấn đề mà quan trái qua lại đó. Rồi có một cái câu chuyện như vậy nữa để mà cho mình hiểu được cái như Đức Hành Tệ nói, có một điểm sư hoàn toàn đồng ý. Cái việc mà mình làm chuyện bất thiện á, mình đừng có nghĩ là cái đối tượng nó quay lại nó trả mình, không phải được. Vì thí dụ bây giờ là mình làm cái chuyện mình giết cái chúng sanh đó đi, mình giết chúng sanh đó, thì xin thưa là cái nghiệp nó có khiến mình đủ thứ chuyện, mình bị chết, đúng không? Thí dụ mình bị đụng xe chết thì bị đối tượng khác nó giết, chứ không nhất thiết là đối tượng đó, nhưng mà mình phải trả cái nghiệp, mình phải trả bằng cái chết đó trong mấy trăm kiếp, 400-500 kiếp. Bởi vì sao? Khi mình nhắc đến câu chuyện thì sẽ nhớ đến cái câu chuyện mà con dê, thưa quý vị, con dê ở trong tiền thân đó, câu chuyện rất là hay. Là có cái ông Bà La Môn đó, ổng mới kêu ông đệ tử ổng là tại vì thực hành cái gọi là cái tế đàn ha, cái tế đàn Bà La Môn, quý vị, là nói là con dê cho nó tắm rửa, tắm gội, rồi so bật thơm cho nó, rồi đeo vòng hoa nó đi. Đó, rồi xong đi giết nó. Đó, ổng sai là giết nó. Thì nghe là kêu chuẩn bị đi, rồi ổng sẽ giết, ổng sẽ là người giết nó, ổng sẽ là người chặt đầu nó. Thì khi mà làm xong như vậy, vậy thôi, như vậy con dê thì nó có cái năng lực, nó nhớ lại được cái tiền kiếp của nó đó. Thì lúc đó nó mới cười lên, nó mới cười, mà trong kinh điển mô tả mà nó cười, mà nó cái dạ nó cười mà giống như là chấn động luôn á, nó cười lên vậy đó. Rồi xong nó khóc chảy nước mắt vậy đó. Thì cái học trò mới thắc mắc, ủa con dê sao nó hiện tượng lạ vậy ta đó. Rồi nó mới rồi nói là hỏi dê nói tại sao bạn vậy, nó mới nói là do trong quá khứ á, tôi cũng là một bà la môn, tôi cũng từng chặt đầu con dê như vậy để tế lễ đó, mà tôi phải chịu 499 lần, đúng không? 499 lần bị chặt đầu, bị giết các kiểu. Thì cái lần này là cuối cùng tôi nè, thì tôi cười á, là biết sao, là do cái lần này lần cuối cùng của tôi, cho nên tôi thoát khỏi cái kiếp mà súc sanh này, đúng không? Nhưng mà tôi khóc là sao? Tôi khóc là tôi buồn cho cái thầy của bạn á, đúng không? Thầy của bạn sao? Thầy của bạn là nếu chặt đầu tôi thì sẽ cái biển cảnh nó sẽ như vậy đó. Thì khi mà người học trò nó biết toàn bộ câu chuyện nữa, bị mới dắt con dê lại cho kể lại như vậy. Ông nghe việc mình, Bà La Môn mình đâu có dám giết thưa vị, nói thôi bây giờ dê thì ta không có giết người này nọ kiểu đó. Nhưng mà con dê nó vẫn nói cái câu này, cái vấn đề nó rất hay nè. Nó nói là tuy là ông không có giết tôi, nhưng mà tôi cũng phải chết à, không nổi trong ngày hôm nay tôi bắt buộc phải chết à đó. Thì tại sao nó phải chết đó? Tại vì nó phải trả cho đủ, thưa vị, trả đủ là sao? Là khi mà ông thả nó ra, nó đang ăn cỏ, thì bị ăn cỏ thì đột nhiên sét đánh vô
cục đá nó văng ra cái miếng biển, cái miếng vỡ, thì miếng vỡ là cắt nó văng vô ngay cổ con dê, cắt đứt cái dê, cắt đứt cổ con dê, con dê nó chết. Đó là một câu chuyện, là một câu chuyện gì nó nghe để mình biết là cái nhân quả, là không phải mình nói A phải hại B, B hại A, qua lại qua lao lại, nó phải đơn giản. Là câu chuyện mà có năm cái vị tỳ kheo bị kẹt trong cái hang đá. Là sao? Là do trong quá khứ thì bị kẹt trong hang đá 7 ngày. Là do trong quá khứ là gì? Quá khứ là năm cái mục đồng, là cái trăn trâu, thì bị đi theo trăn trâu là thấy mấy con kỳ nhông đó, thấy con kỳ nhông kỳ đà đó, kỳ trẻ em mà như nghịch đó, cho nên là mới bắt con đó, mới nhốt vô cái hang, thì mới nghĩ là thôi để mình trăn trâu, mình trăn trâu trâu thì mai mình thả nó ra. Nhưng mà rồi thì ngày mai phải lùa trâu ra qua cái bãi cỏ khác thưa vị để cho ăn, thì bãi cỏ đó đó chỗ đó hết cỏ rồi, thì khi qua bãi cỏ hết hết 7 ngày gì đó, thì mới nhớ tới họ quay lại bãi cỏ cũ, mới nhớ sợ cả bữa mới nhốt con kỳ nhông. Thì lúc mà thả kỳ nhông cái bị nó lắc lư lắc lư lắc lư lắc lư, nó bị kêu cái nghiệp, vì biết cái nghiệp nó trả là như thế nào. Nghiệp nó trả là trong một kiếp năm vị đó đi mới đi chung với nhau, thì đang trên đường đi với là mưa gió bão bùng này nọ, không năm vị mới chui vô hang đá, chui vô hang đá nha, tự nhiên sét đánh cầm cái cục đá lăn xuống lấp miệng hang lại. Sau 7 ngày bị giống như là chết đói, muốn 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 gần như chết đói rồi đó, thì cục đá đó đó dân chúng phát hiện ra mới khui cục đá ra, mới bị tỳ kheo lắc lư nữa. Cái sự kiện nó về cái phần cải tiền thân vậy, cho nên cái nhân quả mình phải hiểu là nó thế này, nó kêu bằng nó mô hình vạn trạng vậy đó. Bởi vì tại sao mà nó trong bốn điều bất khả tư nghị á, mà cái nghiệp quả của nghiệp á, mình không có thể nào mình hiểu tường tận, mình chỉ hiểu trên một cái mức tương đối thôi, là như vậy. Thì suy nghĩ tin đó thì cho đây chắc quý vị cũng thể hiểu là nó như thế nào, câu trả lời nó như thế nào. Em cũng xin kết thúc phần trả lời hỏi đây.